Rồi, ok, chúng ta sẽ tiến hành cài bếp sen ha mọi người. Thì bài số 1 thì mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo USB cài bếp sen rồi ha. Giờ chúng ta chỉ việc gắn vào bếp sen ha. Bật bật máy bếp sen lên, chúng ta tiến hành cài đặt. Thì ở đây bếp sen thì mình có hai cái interface ha. Một interface là WAN thì kết nối trực tiếp với con router ha. Interface LAN thì kết nối với lại hệ thống mạng nội bộ ha. Rồi, theo như sơ đồ ha mọi người, thì interface WAN là 192.168.1 ha, .0-24. Còn interface LAN của mình là 192.168.254.0-24 ha. Rồi, chút mình sẽ cấu hình giống như thế này ha. Rồi, giờ mình sẽ bỏ USB vào khởi động lên để cài bếp sen ha mọi người. Rồi mình sẽ boot lên. Rồi mọi người chờ tí nha. Này cài cũng đơn giản ha mọi người. Thì con bếp sen chúng ta là phải có tối thiểu hai cạc mạng ha. Hay còn gọi là hai interface đó. Một interface thì kết nối internet ha. Cụ thể là kết nối trực tiếp với con router của nhà mạng ha. Còn thứ hai thì kết nối vô mạng LAN của chúng ta. Thì bếp sen bây giờ thì thuộc của Netgate ha mọi người. Rồi chúng ta đồng ý ha, accept. Rồi nó hỏi chúng ta install hay gì, mình chọn install ha. Mình định chọn ok luôn. Rồi, đây chúng ta để mặc định ha, continue với default key map ha. Rồi. Đây là cái phần chia partition ha mọi người. Thì ở đây mặc định là mình cài con này là bếp sen ha, đâu có dữ liệu gì đâu cho nên mình để mặc định ha. Ở đây mình chọn BIOS hay là USB tùy mình ha. Đây mình chọn mặc định BIOS. Giờ nó sẽ tiến hành là đi tạo partition ha. Và nó cài lên thôi. Cài cũng nhanh lắm nha mọi người. Rồi, nó báo cho mình là cài đặt là thành công ha. Ở đây nó hỏi mình có muốn ra cửa cửa sổ sale không ha, để gõ lệnh rồi đó. Ở đây mình mặc định để no luôn ha. Rồi lúc này mình bấm reboot ha. Reboot xong rồi rút cái USB ra. Thì bếp sen sẽ tiến hành khởi động lại. Rồi. Khi này nó sẽ chạy trên ổ cứng của chúng ta ha. Chúng ta đã cài xong bếp sen.
Rồi, khi đàn bếp Sen đã khởi động xong ha mọi người. Thì bếp Sen nó có hai interface ha. Cổng qua nó là AM0 ha. Thì nó đang nhận cái IP từ router của ISP ha, 192.168.1.101. Còn cái cổng interface số 2 ha, là nó gắn cho cổng LAN AM1 ha. Thì mặc định là nó sẽ, bếp Sen nó sẽ gắn với IP là 192.168.1.1 ha, sượt 24. Rồi coi như là chúng ta đã cài xong ha. Giờ mình sẽ dùng một cái máy chạy Windows 10 ha, tạm gọi là máy của admin đi. Mình sẽ dùng giao diện web để cấu hình cái con bếp Sen này nha. Thì ở đây trong cái mục menu của nó có số 1 mà chúng ta có thể là thay đổi interface ha, cũng như số 2 là set IP đó. Mình cũng có thể làm ở đây. Còn không thì mình sẽ dùng giao diện web trong máy Windows 10 ha, máy của admin. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ dùng cái máy Windows 10 mình cấu hình nha mọi người. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục cấu hình bếp Sen ha, sau khi cài xong ha mọi người. Thì đây là cái mô hình của chúng ta ha. Thì mặc định bây giờ là bếp Sen có cổng qua nó là 192.168.1 ha, .0 ha, sượt 24. Còn cổng LAN nó thì là cũng 192.168.1.1 luôn, do là bếp Sen tự tạo ha. Giờ mình sẽ tiến hành đi thay đổi nó. Rồi, giờ chúng ta kiểm tra IP nè. Thì bếp Sen nó sẽ tự cấp cho chúng ta IP là 192.168.1 sượt 24 ha, IP config. Đây, mình là .1.100 ha. Đây là địa chỉ IP của bếp Sen ha mọi người. Mặc định là khi cài xong thì bếp Sen nó sẽ tự động tạo một cái giải IP ha, cũng là đồng thời cấp IP luôn. Đây ha, đây là máy mình nè. Đó, bây giờ máy mình là .100 ha, máy bếp Sen là .1. Rồi, mình sẽ tiến hành truy cập cho máy bếp Sen nha. Dùng Firefox. Rồi, 192.168.1.1. Rồi, bấm expand ha. Chấp nhận. Rồi, mình đã truy cập được vào con bếp Sen rồi nha. Ở đây username mặc định là admin ha. Password là bếp Sen. Này là password mặc định ha mọi người, cũng như cái IP LAN đó là mặc định bếp Sen đó, khi mình cài xong nó sẽ tạo cho chúng ta luôn ha. Và chúng ta muốn thì chúng ta vô thay đổi lại. Món quà nó khang tiếng. Đây, đây warning chúng ta ha. À, cái tài khoản admin thì có cái password là mặc định ha, chúng ta vào bên đây thay đổi lại. Rồi, khi chúng ta cài xong thì nó sẽ có một cái wizard ha, hướng dẫn chúng ta. Rồi, chúng ta có thể next nè. Đây, nó báo next get ha, support, sẵn sàng ha, 24 trên 7. Rồi, next tiếp tục. Rồi, ở đây cái phần hotname ha. Rồi, chúng ta có thể đổi cái tên khác cũng được. Ví dụ đây chúng ta đặt là mình đặt đại ha, cloud đi. Rồi. Đây chúng ta có thể sửa domain chúng ta luôn ha. Cloud.org. Rồi. Rồi, đây một primary DNS server ha, mình sử dụng của Google nha. Rồi, tiếp tục ha. Rồi, ở đây chúng ta chọn theo cái giờ của chúng ta ha.
là Asia. Ở dưới á, Hồ Chí Minh nè. Rồi tiếp tục nét. Rồi một này là cái một chúng ta sẽ cấu hình One Interface ha. Thì ở đây nó có những cái tùy chọn sau, ví dụ như static nè, là chúng ta gắn IP bằng tay ha, không để cho con router của SP cấp. Rồi hiện tại chúng ta đang chọn là DHCP, nghĩa là nhận IP từ con router của SP. Rồi cái thứ ba là chúng ta PPOA ha, là chúng ta quay số trực tiếp đến nhà cung cấp luôn. Khi này là chúng ta bỏ cái con router của SP ra. Con router của SP đóng vai trò là bridge ha. Mình sẽ quay số trực tiếp thì chọn cái PPOE. Còn cái PPTP này là VPN ha mọi người. Rồi ở đây mình mặc định là mình sử dụng là DHCP ha, nhận mình chọn DHCP nè để mình nhận cái IP từ cái con router của SP ha. Rồi ta tiếp tục nét nha. Rồi giờ phần cấu hình LAN interface ha, thì trong cái phần mà cài đặt lúc nãy đó, mình hướng dẫn mọi người có thể sử dụng cái command ha, còn không thì mình sử dụng cái giao diện wizard này ha. Đây chúng ta không thích chấm 1.1 chúng ta đổi lại ha, cái mạng 254. Rồi chấm 251 luôn. Cái lớp mạng 254 này là mình hay sử dụng để mình làm lab ha, để nó tránh đụng. Một số người sử dụng chấm 1 nó hay đụng lắm, rồi phải đổi nữa. Rồi xếp nó mắc 21, 24 nha mọi người. Rồi next. Đây nó kêu chúng ta đặt mất quạt luôn ha. Rồi ở đây mình đặt mất quạt luôn mới. Tập quạt mặc định là BFSense thì mình đổi luôn ha. Không thôi người khác có thể truy xuất được. Rồi ok net. Rồi nó kêu chúng ta bấm reload ha. Rồi chờ nó một chút. Rồi, finish luôn ha. Mọi người thấy nó báo lỗi không? Nó không có query được ha. Tại vì hiện tại cái con bếp xem mình đã đổi IP rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cửa sổ Firefox ha. Mình mở lại cửa sổ mới nè. Nãy mình đổi là 192.168.254 rồi ha. Mình chuyển vào lớp mạng của mình rồi, chấm 251. Rồi tại sao chưa được nữa? Đối với mọi người tại sao ha? Tại vì cái PC của mình nè, nó còn nhận lại nó đang còn là IP.1 ha. Chúng ta IP config ghi. Rồi xin IP mới nha. Rồi, bây giờ là chấm 254.10 ha. Còn bếp sen của mình là 192.168.254.251. Rồi, ok bây giờ chắn sẽ được. Ok ha. Rồi, admin. Bắt hoạt là bắt hoạt mới nha, mình đã đổi rồi. Rồi, ở đây là một cái thông số về copyright ha. Rồi, mình thích thì mình gánh thì mình cứ đọc. Ok. Rồi, nó cảm ơn mình vậy đó. Rồi, đóng lại luôn ha.
Rồi đây là cái dashboard nha, cửa sổ chính ha mọi người. Đó. Đây chúng ta xem lại interface của chúng ta ha. In one nè, 192.168.1 ha. LAN là 192.168.254.251. Rồi mình đã đổi rồi ha. Tại vì mặc định khi cài bếp sen thì nó tự tạo cho mình ha, 192.168.1.1 phần LAN luôn. Rồi mình đổi lại theo cái sơ đồ mạng của mình. Ok. Rồi ha, trong bếp sen nó có nhiều hết mọi người. Rồi, thì trong những cái bài tiếp theo ha, mình sẽ hướng dẫn mọi người cấu hình bếp sen. Rồi, bài lab này mình dừng tại đây nha. Hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo. Rồi, xin chào mọi người ha.